Sáng thứ lần hai là cũng cảm ơn chị Minh Quỳnh. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Soan Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính đảnh lễ với cô tín nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin cung thỉnh Pháp Sư mời đạo tràng cùng cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vân nằm ngồi khấn quán Phật nhận lời những chăng nghĩ hơi. Biết lòng mở đau dài đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn tuần. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân vô cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thân ngài thuyết pháp nói đàn đi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí tia vẹn tuần. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá. Bây giờ này cũng đến giờ đã chúng con đọc bài, và kính mời Đại Đức Phật Tính lên để dạy cho chúng con bài học tiếp theo. Con cũng không nhớ thầy gì đi mới nhập về, cho nên cũng đi nghe Nhật Quỳnh mời lại lên luôn, chứ cũng không nhớ bài nổi nữa. Dạ, chúng con thỉnh Đại Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính có nghe không ạ? Con xin xin mất nè. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Dạ, kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong trung. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về Thất Tiềm Miên, hay là bảy cái pháp ngũ nhập Anusaya. Đúng ra thì hồi lúc này chúng tôi rất là khỏe, nhưng mà có một người, có một cái em trai bị ma, bị quỷ nhập gì đó, thành ra gia đình đến năn nỉ chúng tôi tụng kinh. Nên sau khi vừa tụng kinh xong, bây giờ xuống tới phần thuyết giảng, coi như là nó muốn hết hơi. Nhưng mà cũng phải cố gắng để thuyết giảng cho đạo tràng nghe. Vậy thì bây giờ trước khi bắt đầu vào cái bài giảng, thì xin được thành tâm làm lễ tam bảo tắc
Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutan Bhagavantang Apiwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namami Lokassana Thang Varamuttamahang Bhutanja Thammanja Vannamami Sangham. Đệ tử xin nghiêm tình quý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tốn tắt, xin thành kính nhân đến chư tôn đức tăng và xin chia điều này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về bảy cái pháp triền miên. Bảy cái pháp triền miên này còn gọi là bảy cái pháp ngủ ngâm, anusaya. Bây giờ thì chúng ta nên nhớ là mình gọi bằng cái tên gì cũng vậy, nhưng mà mình cứ nhớ anusaya, mình cứ nhớ anusaya là được rồi. Cái anusaya ở đây thì ngủ ngâm hay là triền miên thì có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là những cái phiền não đó nó được huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, và bây giờ nó trở thành cái pháp triền miên, nó trở thành cái pháp ngủ ngầm. Cái pháp ngủ ngầm này chúng ta nên hiểu là không phải nó có sẵn ở trong tâm, không phải nó nằm ở một cái chỗ nào đó ở trong cái tâm của mình, mà khi nào mà nó có cảnh thích hợp, nó đầy đủ duyên, nó thích hợp thì lúc đó nó tự động phiền não nó sanh khởi thôi. Đó, các vị trưởng lão, các ngài có đưa ra cái thí dụ giống như là nước. Chúng ta thấy đối với cái mặt nước thì nó không có sống, không nhưng mà khi nào có gió tác động vào, có gió tác động vào thì chúng ta thấy rằng những cái gợn nó được đánh lên, những cái đợt sóng nó được gợn lên, thành ra đó triền miên ngủ ngầm là chúng ta thấy rằng là giống như là nó ẩn chứa ở trong đó. Nhưng mà chúng ta đừng có tưởng rằng là nó nằm ở đâu nha quý vị. Nó không có nằm ở đâu trong tâm của mình hết. Nó không có nằm ở đâu hết. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với các pháp vũ vi, nó là có cái sự biến đổi, có cái sự thay đổi. Không có cái gì mà nó nằm sẵn ở đó hết. Nếu mà chúng ta tưởng là nó nằm sẵn ở đâu đó, nó nằm sẵn ở đâu đó trong tâm của mình á, thì coi như là chúng ta bị một cái thường kiến. Nó nằm sẵn có nghĩa là thường, nó thường có ở đó, nó thường túc trực ở đó, thành ra đó là chúng ta bị rơi vào cái thường kiến. Chúng ta nên nhớ là Đức Phật nói cho chúng ta nghe là các pháp hữu vi hoặc là các hành là vô thường, sabbe sankhara anicchati, là các pháp hoặc là các hành là vô thường, có nghĩa là đối với tâm của chúng ta nó sanh diệt một cách liên tục, chứ không phải là pháp ngủ ngầm này mà nó nằm sẵn ở trong tâm của mình. Đối với ở trong một cái cuộc sống của chúng ta đó, trong một ngày đi, hoặc là trong một cái khoảnh khắc nhỏ thôi, ngắn thôi, mà chúng ta thấy rằng là có lúc chúng ta sanh khởi tâm thiện, có lúc chúng ta sanh khởi tâm bất thiện. Thành ra do vậy mà chúng ta nói rằng là cái phiền não nó nằm ngủ ở đó. Nó có nhiều người nghe nói là ngủ ngầm, thấy cái chữ ngủ mà chắc là tưởng là nó nằm ngủ ở ngay chỗ đó, chứ thật sự ra đó là nó không phải là nó nằm sẵn ở đó đâu. Khi nào mà có cái cảnh hoặc là có cái điều kiện đủ thì lúc bấy giờ phiền não nó sanh lên thôi. Rồi chúng ta nên nhớ rằng cái phiền não ngủ ngầm này là do đâu quý vị? Do chúng ta tích trữ, đây là cái sự huân tập hoặc là cái sự tích trữ nó từ nhiều đời nhiều kiếp rồi,
nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải là mới đây. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng trong cái luân hồi này đó, thì chúng ta sanh đi sanh lại, chúng ta làm đủ hết các loài luôn, chỉ có những cái cõi nào của bậc thánh chúng ta chưa có mặt ở trên đó thôi. Còn ngoài ra đối với phàm phu, những cái cõi nào mà phàm phu mà có mặt ở trên đó đó, thì chúng ta đều có mặt hết. Chúng ta đã từng làm người, làm thú, làm vua, làm quan, làm trộm, làm cướp, đủ thứ quý vị. Thành ra chúng ta có nhiều cái tập khí, hoặc là nhiều cái thói quen, nó được huân tập nhiều đời nhiều kiếp đó. Vậy thì chúng ta đã biết được cái phiền não ngủ ngầm này rồi. Vậy thì đối với cái phiền não ngủ ngầm này đó, là chúng ta có mấy cái phiền não. Chúng ta có tất cả là 7 cái phiền não. Dục ái triền miên, kama raga nusaya, rồi hữu ái triền miên, phẫn ức triền miên, ngã mạn triền miên, tà kiến triền miên, hoài nghi triền miên đó, rồi cuối cùng là vô minh triền miên. Thì chúng ta có 7 cái pháp triền miên này đó. 7 cái pháp triền miên này coi như là nó ẩn chứa ở trong thân tâm của chúng ta đó. Thì khi nào nó đủ hoàn cảnh, nó đủ điều kiện, thì những cái phiền não triền miên này nó sẽ sanh lên. Vậy thì bây giờ trước nhất là chúng ta học về dục ái triền miên. Dục ái triền miên này hay là dục ái ngủ ngầm, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự khao khát, là chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có cái sự khao khát để hưởng thụ 5 cái trần cảnh. Có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có cái sự mà khao khát, có cái sự khát ái, mình thí dụ như giờ đối với tất cả mọi người chúng ta đều có cái sự mong muốn mà mình được gặp những cái cảnh sắc đẹp, hay là những cái âm thanh dễ nghe. Nói chung là mình luôn luôn mình có cái sự mong muốn về cái điều này, mong muốn về cái điều kia đó. Thì những cái sự khao khát đó, cái sự mong muốn đó chúng ta gọi là dục ái triền miên. Thì chỉ có những cái vị mà từ bậc A-la-hán, bậc A-la-hán trở lên thì coi như là không có cái điều đó thôi. Còn ngoài ra đó, quý vị biết rằng ngay cả những cái vị mà từ cõi Phạm Thiên, hoặc là từ cõi chư thiên mà sanh xuống cũng bị chi phối bởi cái phiền não này. Thành ra quý vị khi mà quý vị chúng ta thấy ở trong Pháp Cú Kinh đó, có một cái tích truyện để mà chúng ta biết rằng là cái ái triền miên này nó rất là ghê. Thì ở trong Pháp có nói về một cái vị ở trên cái cõi Phạm Thiên, cái vị đó mà trong Pháp Cú Kinh mà chúng ta nhớ là cái vị đó tên là Anithi Gantha đó, có nghĩa là không có cái mùi của nữ nhân. Ana là anh, cái tên của cái vị đó chúng tôi Anithi Gantha có nghĩa là cái ít thí đó, với cộng với ganh thá là mùi, ít thí là nói về nữ tánh, rồi tiếp đầu ngữ ác, cộng lại phối hợp lại có nghĩa là không có cái mùi của nữ nhân, không có cái mùi của nữ nhân. Thì tại sao cái vị này tên là như vậy quý vị? Cái vị này từ cái cõi Phạm Thiên sanh xuống ở trong một gia đình rất là giàu có, là một cái người, một cái cậu công tử. Rồi cái cậu công tử này khi mà còn nhỏ đó, là quý vị biết rằng là
không có chịu bú sữa mẹ, không có chịu bú sữa mẹ. Mỗi lần á mà muốn cho cái hài nhi này nè, cái hài tử này mà bú sữa mẹ đó, thì mọi người á, người ta phải lấy cái miếng vải á, người ta che lại, người ta bịt lại để ngăn cách cái mùi của nữ nhân đó. Thì quý vị thấy rằng là những vị ở trên cõi Phạm Thiên á, là do trước đây ly dục mới chứng và trú được các cái tầng thiền mới sanh về cái cõi Phạm Thiên. Thành ra bây giờ sanh xuống á, nó còn cái dư âm, nó còn cái dư âm. Thành ra từ nhỏ đó, cái vị này á, là coi như là không có thích cái mùi của nữ nhân. Thành ra có cái tên là Anithanga. Thì khi mà cậu ta được nuôi lớn lên rồi đó, thì cha mẹ đó cứ bắt ép gả để mà lấy vợ. Rồi cũng chiều lòng cha mẹ, nhưng mà cậu có một cái điều kiện, cậu có một cái điều kiện với cha mẹ đó là chờ đó là cậu lấy vàng tạc ra thành một cái tượng, tạc ra thành một cái tượng. Rồi cậu ta mới nói rằng là nếu mà cha mẹ mà tìm cái người được cái người phụ nữ á, mà đẹp giống cái tượng này á, đẹp giống y như trong cái tượng này đó, thì con đồng ý sẽ lấy vợ. Thì quý vị biết rằng cha mẹ của cậu ta mà là dân giàu có mà, rồi kêu những cái vị bà la môn khiêng cái tượng nó đi, đi cùng khắp tất cả các xứ sở ở trong cái đất nước Ấn Độ thời đó, đi tìm cho được cái người phụ nữ mà đẹp giống cái tượng. Thì họ cũng ráng cố gắng họ đi tìm, rồi tìm một thời gian á, thì gặp được một cái người phụ nữ đẹp giống y như cái tượng đó luôn. Rồi xong rồi người ta vô, người ta xin hỏi cưới, rồi người ta mới báo tin về cho cái cậu công tử đó. Thì quý vị biết ở trong kinh mô tả lại á, cái tử đó vừa nghe tìm được cái người con gái như vậy, cái người phụ nữ như vậy, thì tự nhiên cái tâm tham, cái tâm khao khát muốn gặp được cái người phụ nữ đó nó nổi dậy liền, vừa nghe báo tin thôi quý vị. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để cho chúng ta biết rằng là cái ái tiền miên á, nó còn tiềm ẩn, nó rất là ghê quý vị. Quý vị thấy không, sanh từ cõi Phạm Thiên sanh xuống rồi nghe mùi nữ nhân chịu không nổi, nhưng mà khi mà trưởng thành thì cũng không có muốn lập gia đình nữa. Nhưng mà sau đó đó rồi chỉ cần nghe tả về cái nét đẹp của một cái người phụ nữ đó thôi, là coi như là cái sự khao khát mà muốn gặp cái người phụ nữ đó của cậu ta đã trỗi dậy. Rồi quý vị biết rằng đó, những vị môn á hỏi cưới cô gái đó xong rồi dẫn cô gái đó đi về, trở về cái xứ sở của cái cậu công tử này. Trên đường về á, thì quý vị biết rất là xa. Rồi cái người phụ nữ này á, là do kiêng ăn để giữ cái nét đẹp ở trên cơ thể của mình đó, thành ra đi chịu không nổi nắng gió mưa sương ở bên cái xứ Ấn Độ. Thành ra giữa đường đã tắt thở, giữa đường đã chết. Khi mà giữa đường đã chết rồi á, thì quý vị biết là cái cậu công tử này á, vô cùng sầu thảm, vô cùng sầu thảm. Quý vị coi ở trong kinh mô tả lại, chúng tôi đọc từng chi tiết, quý vị biết rằng là coi như là cậu ta cứ là coi như là nửa ngày vào buổi sáng thì cứ đưa người đi để mà tìm tin tức coi đòn về tới đâu rồi, người đó về tới đâu rồi. Rồi nửa ngày nữa, cái đến buổi chiều là hỏi thêm một lần nữa, ngày cứ là chuyên tâm để ý vô chờ đợi cái người phụ nữ đó về đó. Thì quý vị thấy rằng ở đây á, được lặp lại cái đoạn này, cái chỗ này đến quý vị, chỉ cho chúng ta biết rằng là đối với cái sự mà khao khát, đối với dục ái á, khi mà nó trỗi dậy thì nó khao khát quý vị đó. Quý vị đừng có nói rằng là chúng ta không có còn nha, chúng ta không có cái sự khao khát này nha. Thật sự ra đó, đối với mình á, nhiều khi á, những cái gì mà nó, ví dụ như có những cái chuyến đi hoặc là những cái cuộc vui
nó tầm thường thôi, nó tầm thường thôi mà chúng ta còn không ngăn được rồi. Quý vị biết rằng thí dụ như bây giờ những người ở bên nước ngoài đi, những người ở bên nước ngoài đi, có một dịp nào đó mình đầy đủ điều kiện, mình đầy đủ tiền, đầy đủ sức khỏe, rồi ở bên quê nhà, quê nhà đang có chuẩn bị có cái lễ gì đó, mà bà con quyến thuộc của mình đó là coi như là toàn là thân thích, toàn là những người mà yêu quý thôi. Thì quý vị nghĩ đi, cái ngày mà quý vị mà cầm cái vé đó mà chờ đợi đến sáng mai hoặc là chiều nay mà mình sẽ bay đó, quý vị thấy rằng lúc đó đó mình coi vậy chứ, mình rất là mình nôn nóng, mà mình chờ đợi, mình nôn nóng, nó đủ thứ chuyện hết quý vị. Cũng như chúng tôi nhớ ngày xưa đó, khi mà chưa có tu học thì chúng tôi không có biết, nhưng mà bây giờ mình học rồi á thì mình nhớ lại những cái trạng thái đó mình biết. Quý vị biết ngày xưa mà khi mà nghe mẹ mà nó dẫn mình đi Vũng Tàu hoặc là đi Đà Lạt đó, quý vị thấy rằng á nguyên cái đêm nó đâu có ngủ, thức cứ chờ đợi, rồi đến chừng khuya đó thì mệt quá ngủ thiếp đi chút xíu. Vừa ngủ thiếp đi được tí xíu đó là nhức mình dậy là coi như là coi đồng hồ liền, là coi tới giờ chưa, là quý vị thấy rằng lúc đó là mình nhỏ, thành ra mình là cái người mà nó nôn đến nỗi mà mình là cái người mà dậy trước hết vậy đó. Mình luôn luôn lúc nào cũng có cái sự chờ đợi. Thì chúng tôi kể ra cái điều này á để mà mình hình dung, mình biết là trong cái cuộc đời của mình á là coi như là đối với cái ái này á luôn mà lúc nào nó cũng ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta đó. Bây giờ quý vị thấy rằng á, nhiều khi á mình chỉ cần mà mô tả những ai mà người ta khéo đi, là người ta mô tả là người ta mới vừa đi xem một cái đại nhạc hội nào đó, người ta về người ta kể mình nghe thôi, là mình nghe là mình cũng muốn nghiền rồi, là mình cũng khao khát rồi. Hoặc là bây giờ cũng như quý vị thấy rằng ai mà lợi tả một cái món ăn hoặc là một cái thức uống gì cho chúng ta, nếu mà người ta khéo tả đi, là mình ở đây là mình cũng có cái sự khao khát muốn hưởng thụ rồi. Thành ra đó mới nói rằng là dục ái triền miên này có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là khao khát về năm cái trần cảnh. Chúng ta có cái tâm, khi nào mà chúng ta có cái tâm khao khát về năm cái trần cảnh này nè, thì ta biết rằng là chúng ta bị dục ái nó chi phối rồi, bị dục ái nó chi phối. Mà chúng ta biết rằng là đối với những cái này á là nó được huân tập nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ rồi, chứ không phải là một cái đời nay đó. Chính vì chúng ta học, chúng ta hiểu được cái điều này á, bây giờ mà lỡ mà chúng ta có hành thiền hoặc là trong cái những ngày này chúng ta tu tập, chúng ta có tâm hoan hỷ, mình có cái tâm hoan hỷ, mình cảm thấy mình rất là vui, rất là hoan hỷ, thì mình đừng có tưởng là mình đã chứng thánh rồi. Mình đừng có tưởng là mình đã chứng thánh rồi nha. Cái điều này nó không có đâu quý vị. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà 500 vị tỳ khưu. 500 vị tỳ khưu á là tu tập suốt một cái mùa hạ ở trong rừng. Rồi do đắc chứng được những cái thiền rất là cao, thành ra đó sau mùa hạ rồi đi về thăm Đức Phật, đi về thăm Đức Phật. Nhưng mà tâm của 500 vị tỳ khưu đó là coi như là ai cũng nghĩ rằng là mình đã đoạn tận được phiền não rồi. Tại vì cái trạng thái của mấy vị an trú ở trong thiền á, nó quá an lạc quý vị. Thành ra vị nào coi như là cũng tưởng là mình chứng đắc được A-la-hán rồi. Thành ra về thăm Đức Phật, định khoe với Đức Phật rồi. Nhưng mà không ngờ Đức Phật ngài dùng thần thông ngài biết rồi, 500 vị này coi như là chỉ có mới có ở an trú được ở trong thiền định thôi, chứ chưa có phải là một cái vị thánh thành ra Đức Phật mới kêu rồi, ngài A-la-hán, này A-la-hán, nói với 500 vị tỳ khưu đó đứng chờ Như Lai ở bên nghĩa địa đó, ở bên cái bãi Thầy Ma đó. Rồi 500 vị này coi như là vô trong bãi Thầy Ma đó đứng thì thấy ở phía ngoài thì những cái
những cái xác á, nó chết lâu ngày quăng ở đó nó sình, nó thối rữa, thành ra thối quá chịu không nổi, đi tìm chỗ khác đứng. Rồi khi mà đi tìm chỗ khác đứng á, thì nhìn những cái xác chết là mới đây, thành ra da nó còn trắng, nó còn trắng, nó còn hồng, thành ra khởi lên là cái sự tham ái. Lúc đó Đức Phật ngài đã dùng thần thông, dùng thần thông ra để mà ngài thuyết pháp cho 500 vị tỳ khưu này nghe. Lúc 500 vị tỳ khưu này mới biết rằng là mình còn phiền não. Và sau khi nghe thần pháp đó rồi, 500 vị này chứng đắc được đạo quả. Thì chúng tôi kể những cái câu chuyện này lặp đi lặp lại để chi quý vị, để cho chúng ta biết rằng là cái phiền não triền miên này nè, nó rất là vi tế, nó rất là vi tế. Thành ra đó có những người là bị lầm tưởng chết, lầm tưởng chỉ có những người nào mà tu học, tu mà có học. Dù không, ở đây không đề cập đến là cái đối tượng đó là người tu hay là người đời. Nhưng mà nếu mà chúng ta có học thì chúng ta biết, chúng ta biết rằng là phiền não đó chúng ta chưa có đoạn tận, phiền não đó chúng ta chưa có đoạn tận. Chỉ có những người mà không chịu học pháp thì lâu lâu thấy cái tâm mình nó được an nhàn, nó được thảnh thơ quá, nó nhẹ nhàng quá, rồi tưởng mình là cái người mà thánh thiện, tưởng mình là một cái người mà đoạn tận phiền não, cái thành ra mới dẫn đến cái sự lầm tưởng quý vị. Rồi nhiều khi mình tưởng mình đoạn tận được phiền não, hoặc là nhiều khi mình lại cho rằng thầy của mình là bậc A La Hán nữa mới chết nữa quý vị. Đó, thành ra khi mà chúng ta không có học những cái pháp này, là coi như là chúng ta bị lầm tưởng chết được. Nó quý vị thấy rằng ngày xưa nó trong thời Đức Phật, 500 vị tỳ khưu đó coi như là tu tập ở trong rừng rất là an tịnh, thành ra đó mới chứng đắc được thiền, rồi tưởng là mình đã đoạn tận phiền não, nhưng mà thật sự ra chưa có đoạn tận được gì hết. Nam mô Bích Thai. Dạ con cung thỉnh đại đức Phật Tính cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn Trần Đông. Dạ con kính nhân Bích Đánh đại đức Phật Tính ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ ngài Đức Phật Tính có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ con kính nhân Bích Đánh sư ạ. Chúng tôi đang say sưa quá mà sao mà nghe âm thanh của Phật tử Nhật Quỳnh vậy? Ở đây thì chúng tôi mong quý vị quan hỷ với chúng tôi là đừng có nói là tại sao mà chúng tôi kể nhiều cái tích truyện đó quý vị, để cho chúng ta biết rằng là ngày xưa đó các vị còn bị lầm tưởng, quý vị, thành ra thời nay của chúng ta đó, bởi vì nhiều khi á thời nay của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta lầm tưởng cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Cái chuyện nó rất là bình thường. Quý vị thấy không? Ngày xưa mà các vị coi như là cái vị trưởng lão mà ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo nói, cái vị đó là quý vị thấy rằng không? Coi như là cái vị học trò đi đến hỏi ngài, hỏi câu gì ngài cũng trả lời được hết. Đến nỗi mà cuối cùng kêu ngài bây giờ vậy thì ngài nói vậy ngài quá hiện giùm con là cái con voi nó đang quá hiện con voi nó đang tiến tới con và ngài đó, ngài làm được không?
Ngài nói trời ơi, cái chuyện đó chuyện nhỏ, cái chuyện đó chuyện nhỏ. Rồi Ngài dùng thần thông Ngài quá hiện liền. Thì cái vị mà kêu Ngài quá hiện gì đó, cái vị đó lại là A-la-hán. Cái vị đó mới dùng thần thông làm cho con voi coi như là nó điên cuồng, nó tiến tới nó tiến tới cái phía của cái vị trưởng lão đó liền. Cái vị trưởng lão đó hết hồn, cái vị trưởng lão đó hết hồn mới là vừa định bỏ chạy. Vừa định bỏ chạy cái là quý vị thấy rằng á, là cái vị này nắm chéo y là thắm là bạch Ngài, bậc A-la-hán còn sợ hãi không? Bậc A-la-hán là hết sợ hãi rồi quý vị. Nhưng mà cái vị này sợ bỏ chạy là biết, biết mình là còn phàm, biết mình còn phàm. Nhưng mà chúng tôi á, cũng tiếc thay á, là những cái vị đó đó tưởng mình là bậc A-la-hán thì cũng có cái chỗ để mà tưởng, cũng có cái chỗ để mà tưởng. Có nghĩa là đi ở trên mây trên gió được nè, đi ở trên nước như đi ở trên đất nè, rồi coi như là muốn quá hiện ra voi, muốn quá hiện cái gì cũng được hết. Thành người ta mới tưởng như vậy, người ta mới tưởng là người ta là A-la-hán đó. Còn mình thì ngày hôm nay là coi như là mình không có cái gì hết á, mình không có hô biến gì được hết á, mình không có hô biến gì được mà mình lại tưởng mình như vậy là mới ghê quý vị. Đó, có nhiều cái trường hợp đó quý vị thấy đó. Chúng tôi nghe kể, người ta ngồi người ta kể với chúng tôi, người ta nói là sư phụ của họ đó là coi như là đêm mà hành thiền là bay từ cái núi này bay qua cái núi kia, mà rồi từ ở trên hư không đó là ngó xuống đó, thấy bao nhiêu chúng sanh ngã quỷ ở xung quanh cái núi đó, rồi đang đau khổ, đang gào thét. Trời ơi quý vị biết không, chúng tôi ngồi mà chúng tôi mà nghe mấy người đó nói đó, quý vị biết rằng chúng tôi rất là khó chịu, rất là khó chịu. Không lẽ chúng tôi kêu im đi, không lẽ chúng tôi kêu họ im đi, đừng có nói nữa, mệt quá, nhức đầu. Đó, quý vị thấy rằng không có ai mà rảnh, không có ai mà rảnh mà tối mà ngồi thiền mà rồi coi như ấy mình bay vậy rồi kể cho đệ tử mình nghe, không có ai. Chỉ có cái người mà thứ nhất coi như là tu tập mà bị coi như là giống như là bị tổ quả nhập ma, thứ hai là do nói dối, thứ hai là nói dối thôi, chứ không có thể nào mà. Còn quý vị thấy rằng thật sự ra những cái vị sư mà Nam Tông á, những cái sự vị sư nguyên thủy chứ nó, mà quý vị thấy rằng không có cái vị nào mà dám nói với đệ tử mình vậy, cho dù là cái vị đó có thiệt, có thấy thiệt, có dùng thần thông mà bay 80-10 non gì cũng không bao giờ nói cho đệ tử mình nghe, không bao giờ nói với quý vị. Cái điều đó không có, cái điều đó không bao giờ, cái điều đó là một cái điều tối kỵ, tối kỵ ở trong cái giới bổn của một cái vị tỳ khưu. Quý vị biết không, cái giới đó là nặng nhất nha, cái đó là nặng nhất. Quý vị thấy rằng á, tại sao mình sẵn ở đây chúng tôi mới phân tích cho quý vị biết, tại sao mà thí dụ như cái người đó mà có thần, không biết quý vị còn nghe không, còn nghe âm thanh của chúng tôi không? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Tại sao mà ở trong cái điều mà gọi là phe pháp bậc cao đó, cái điều đó nó lại là cái tội nặng quý vị. Thí dụ như bây giờ á, chúng tôi á, chúng tôi nói quý vị là chúng tôi là coi như là có thần thông ha, tối hồi đêm này chúng tôi đi qua sông chỉ cần một bước một từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia. Thì chúng tôi nói một hồi á, chúng tôi nói riết á, là quý vị coi thấy ông mấy vị sư mà trưởng lão hay là thượng tọa hay là trung hạ lớn hạ gì quý vị coi thường hết, phe pháp bậc thượng nhân quý vị coi thường hết. Lúc đó quý vị là chỉ có là trăm sông đổ về một biển, có nghĩa là mình đổ về cái vị thầy mình thôi. Còn nhiêu là coi như là hòa thượng thượng tọa hay là trưởng lão hay là cái gì là quý vị coi như là giống như là bình thường, những vị đó là những vị bình thường. Thành ra từ đó nó làm đảo lộn, nó làm đảo lộn ở trong cái giáo pháp này, nó làm đảo lộn ở trong Phật pháp này. Hồi trước đó, chúng tôi đâu có biết quý vị, chúng tôi nghĩ thì cái vị đó có thần thông, cái vị đó phe thần thông, mà tại sao mà cái giới học đó lại quá nặng, cái giới học đó quá nặng hết, cứ liêm diêm ở đó ngồi đó hành thiền rồi không giữ tiền thôi.
Rồi quý vị nghĩ đi, rồi lúc đó có lúc là quý vị muốn tạo phước, rồi có lúc quý vị bị ngoại giáo người ta nói điều này điều kia rồi mình không trả lời, rồi coi như là đủ thứ chuyện hết, rồi người ta bài cái này mình cũng theo, người ta bài cái kia mình cũng theo. Nói chung là thì nếu mà không còn những vị mà học Phật pháp thì làm sao chỉ cho quý vị. Thí dụ như bây giờ nè, chúng tôi nói bây giờ nè, chúng tôi nói là bây giờ các vị mà học pháp á, các vị giảng sư là dẹp hết, đem đóng kinh sách lại, cột lại, cất chôn ở đâu đi, rồi thôi bây giờ tu một cái pháp môn là mình không giữ tiền thôi, mình cứ ngồi đó liêm nghiêm, ngồi đó liêm nghiêm, cũng không có giảng, cũng không cần mở lớp học, mà thì cái lớp mà các vị giờ á, thì rồi sau này á 10 năm nữa 20 năm nữa chết sạch, rồi coi như là cũng không có còn ai, không còn ai duy trì kinh điển gì hết, không còn ai duy trì hết. Thì chúng tôi nói một cái chuyện nhỏ xíu thôi, những người mà người ta nói á, là tu hành sao người ta ăn tàu hũ ăn tương rồi không, mà còn cái đạo này mà tu hành mà ăn thịt ăn cá không, thì làm sao quý vị biết trả lời, làm sao giờ cái cháu quý vị nè, những cái người cháu quý vị nè, những cái đứa cháu quý vị làm sao mà biết trả lời. Ví dụ như cháu quý vị bây giờ không có còn học pháp gì nữa hết, dễ hết, coi như là ngồi liêm diêm hành thiền tu hành thôi, khỏi học cái gì hết đó, rồi không có giữ tiền, rồi cũng không giảng dạy, không có làm gì luôn, rồi cái lớp này chết sạch hết, cái lớp này chúng tôi rồi quý vị rồi cũng chết sạch hết, rồi thí dụ như cái lớp cháu quý vị không tính con, cháu quý vị thôi, lớn lên nói hồi xưa bà ngoại bà nội của con không có biết đi theo tà đạo, tu hành là phải ăn đậu ăn tương ăn cải ăn tàu hũ người kia, chứ ăn thịt cá mà tu cái gì đó, rồi con cháu mình sao biết quý vị, sao biết trả lời. Ngày hôm nay mà mình trả lời còn chưa xong nữa đó, đó giờ quý vị thử mà thí dụ như quý vị thấy không, đó giờ mấy cô hoặc là mấy cô mấy dì mấy chú đồ này kia đó, giờ mà lâu lâu gặp ông xui hay là gặp mấy cái người quen á, ủa sao đạo kỳ vậy, tu hành theo cái đạo gì mà ăn thịt ăn cá gì, người ta ăn tương không tu hành theo cái đạo đó rồi sao, rồi sao chưa chắc gì thờ nay quý vị trả lời xong nữa quý vị. Có nhiều người quý vị biết không, đi theo mấy sư vậy chứ ở trong chùa khi mà người ta hỏi vậy nói mấy ông ăn vậy nhưng mà ông ăn có một buổi ăn buổi cho đủ sức đó. Thành ra tùm bậy tùm bạ hết sức, rất là tùm bậy, không phải là mình ăn một buổi, đối với cái đạo này có gì ăn cái đấy, cúng cái gì ăn cái đó đó, nhưng mà đừng có bắt người ta, đừng có bắt người ta làm đó, rồi xong rồi cái miếng ăn cái đó là người ta ăn, người ta nhìn, người ta quán tưởng, người ta biết đó, cái thức ăn mà mình chuẩn bị mình đưa vô miệng á, đây là không phải là còn tâm thức, mình biết rõ quý vị, chứ mình đâu có đi ăn mà những cái con mà nó còn sống rồi đem làm cho nó tươi nó ngon đâu quý vị đó, mà ở ngoài đời á thì người ta lại ăn vậy, người ta lại ăn vậy, mà bắt mấy ông thầy chùa thì ăn khác, không được, tu là không có được ăn vậy đó, coi được không đó, coi bắt người ta ăn vậy đó, thành ra đó thì quý vị nghĩ đi đó, bây giờ nếu mà mình không có học pháp, không có nghe pháp, rồi cũng không có ai duy trì, giờ quý vị cái tối ngày quý vị cứ đi chơi, đi chơi mấy ông sư Phật pháp, có những vị đã từng tu tập cái hạnh đầu đà sống ở trong rừng mà ngăn quanh nằm, nó mà tu tập theo cái hạnh nó mà 7-8 trời đó quý vị đó, mà không bao giờ. Mà chuyện này quý vị thấy không, hồi xưa quý vị không biết, quý vị đã sinh hoạt ở trong cái room lớp Phật pháp của ta, quý vị đã sinh hoạt ở trong đó ít nhiều gì cũng vài năm rồi, ít nhiều gì cũng vài năm mà quý vị đâu có nghe quý vị đó mà kể lên đâu. Chúng tôi á, do chúng tôi đi khi mà thân cận á, rồi mình nghe mình tìm hiểu á, thì mình mới biết cái sự khởi đầu của những cái vị đó, cái khởi đầu của những cái vị đó. Phiền não á, chúng ta chia ra làm ba, phiền não thô, phiền não trung, phiền não vi tế,
Phiền não ô là chúng ta dùng giới để chúng ta đoạn trừ, chúng ta tu tập, chúng ta có giới, chúng ta nguyện dù có mệnh hệ đi nữa đến với cái thân này mình cũng quyết lòng không sát sanh. Bây giờ dù có đói đứt từng khúc ruột ra, có chết cũng không có ăn cắp đồ của người ta mà. Đó là coi như là mình giữ giới để mà mình đoạn trừ cái phiền não thô đó. Rồi còn cái phiền não chung á là những cái kiền cái đó, chúng ta phải dùng thiền định, chúng ta tu tập vào thiền định để chúng ta đè nén. Rồi đến cái phiền não ngủ ngầm này đó, dục ái trì miên nè, chúng ta phải dùng tuệ quán, cái trí tuệ của chúng ta nó sanh lên, nó mới đoạn trừ được những cái ái ngủ ngầm này. Chứ không phải là do mình cầu nguyện hay là do mình rửa sạch gì hết, do cái trí tuệ của mình sanh lên để mà đoạn tận. Vậy thì dục ái trì miên này, chi pháp nó cũng là sở hữu tham, tâm sở tham nha. Rồi vậy thì chúng tôi đã định nghĩa và đã thí dụ, đã giải thích cho quý vị nghe về cái dục ái ngủ ngầm này rồi. Kỳ sau thì chúng ta sẽ học về ngủ ái tuyền miên hay là ngủ ái ngủ ngầm đó. Kỳ sau thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ so sánh về ái và ngủ ái, nó cũng đồng chi pháp là tham tâm sở. Kỳ sau mình học và sẽ so sánh. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời sớm vài phút do nó cũng bị khang tiếng này. Dạ. Với cái phần phước nào mà chúng con tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ, coi những chúng sanh phước mặt mày, chư thiên chúa nhân dương cùng chúng sanh trong ba giới cũng tôi quan hệ đi tề. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung.